Lý Băng Băng tuyên bố chia tay phi công kém 16 tuổi. Diễn viên Trung Quốc Lý Băng Băng cho biết chia tay Hứa Văn Nam, doanh nhân kém cô 16 tuổi. Chia sẻ trên báo chí ngày 4 tháng 3, người đẹp 48 tuổi nói cô và Hứa Văn Nam suy nghĩ thận trọng trước khi quyết định đường ai nấy đi. Hai người chia tay không phải do nhiều mâu thuẫn, mà bởi khi yêu cô, Hứa Văn Nam phải che giấu bản thân. Anh ấy ưu tú và rất nỗ lực trong cuộc sống, nhưng ở bên tôi, sự tốt đẹp ở anh ấy cũng trở thành đề tài đàm tiếu. Anh ấy chịu nhiều tin đồn thất thiệt, cảm thấy áp lực, Băng Băng nói. Lý Băng Băng khen bạn trai cũ lạc quan, lương thiện. Cuộc tình với Hứa Văn Nam làm cô hiểu thêm thế nào là tình yêu. Cô chọn chia tay để Hứa Văn Nam được sống tự tại là chính anh. Mỹ nhân 48 tuổi chia sẻ, chúng tôi đã lựa chọn chia tay. Mặc dù về mặt tình cảm, chúng tôi đã không còn là người yêu, nhưng vẫn sẽ là người thân của nhau. Lý Băng Băng công khai yêu Hứa Văn Nam năm 2017 sau khi lộ ảnh ôm hôn anh khi đi nghỉ dưỡng. Bạn trai Băng Băng nhiều lần gặp gỡ người thân của diễn viên. Cô từng cùng anh sang Mỹ dự tuần thời trang New York, gia nhập làng giải trí hơn 20 năm. Hứa Văn Nam là người đầu tiên Lý Băng Băng công khai tình cảm. Hứa Văn Nam có ngoại hình cao ráo, điển trai và là một CEO của một công ty lớn. Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn, nhưng cặp đôi cô cháu này vẫn được đánh giá đẹp đôi. Năm ngoái, Lý Băng Băng thuê luật sư bảo vệ cô và bạn trai khi nhiều người tung tin thất thiệt về hai người, như Hứa Văn Nam uy hiếp bạn gái bằng video dừng chiếu, Hứa Văn Nam vay nợ, buộc Lý Băng Băng trả thay. Luật sư của Lý Băng Băng và Hứa Văn Nam nói những tin đồn gây tổn hại danh dự của hai người, ảnh hưởng xấu tới cuộc sống công việc của họ. Tuy nhiên, khoảng một năm trở lại đây, Lý Băng Băng khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô cũng không còn xuất hiện bên tình trẻ, vì vậy năm ngoái, báo chí từng rộ tin đồn cặp đôi đã chia tay. Nguyên nhân được đưa ra là vì người đẹp họ Lý phát hiện ra Hứa Văn Nam không yêu cô thật lòng, làm ăn thua lỗ, còn quay clip nóng của cả hai. Sau khi đó, Lý Băng Băng đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Lý Băng Băng nổi tiếng với nhiều tác phẩm như Phong Thanh, Vua Cung Phu, Tuyết Hoa và Cây Quạt Bí Mật, Thời Niên Thiếu của Bao Thanh Thiên, Thiếu Niên Trương Tam Phong. Người đẹp góp mặt trong nhiều phim Hollywood như The Meg, Transformer, Kỷ Nguyên Hủy Diệt, Resident Evil 5. Ngoài ra, cô cùng em gái Lý Tuyết và một số cổ đông khác lập ra công ty đoàn thể truyền thông Hòa Tụng, quản lý loạt ngôi sao nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh, Trần Học Đông, Trương Tuệ Văn, Giả Thanh. Sau đó ít giờ, Lý Băng Băng đăng một bức ảnh chụp cùng người bạn cũ Nhậm Tuyền trên Weibo với chú thích: "Chúc mừng sinh nhật, chào tất cả hạnh phúc, tạm biệt mọi rắc rối nhé." Sau khi Băng Băng đăng bức ảnh, nhiều người lại đẩy thuyền cô và Nhậm Tuyền, mong họ thành đôi. Hai người là bạn thân thiết nhiều năm nay, thậm chí Nhậm Tuyền giới thiệu doanh nhân Hứa Văn Nam cho Băng Băng. Khi khán giả dục Nhậm Tuyền thành đôi với Băng Băng, cả hai đều nói họ là người tình không bao giờ cưới của nhau. Màn tái ngộ này của cặp sao khiến các fan thích thú. Lý Băng Băng, Nhậm Tuyền từng là bạn cùng lớp, nổi tiếng khi đóng chung phim Tuổi Trẻ của Bao Thanh Thiên. Họ cũng từng đầu tư vào một nhà hàng lẩu. Tháng 3 năm 2016, Nhậm Tuyền thông báo chính thức ngừng đóng phim và chuyển hướng hẳn sang kinh doanh. Dân mạng đều khen Lý Băng Băng là mỹ nhân không tuổi. Dù gần kề tuổi 50, cô vẫn trẻ trung không khác gì thiếu nữ 18 đôi 10. Nhiều người còn khen cô không hề kém cạnh khi đứng cạnh đàn em Triệu Lệ Dĩnh dù khác biệt 14 tuổi. Nhậm Tuyền sinh năm 1975, tốt nghiệp khóa đào tạo diễn xuất Học viện Hí kịch Thượng Hải. Ngay từ khi còn học đại học, anh đã rất nhanh nhạy trong việc kinh doanh, từng vay tiền bạn bè để mở nhà hàng và đạt được thành công nhanh chóng.